Brew của nhóm ấy. Xin chào cả nhà nhé. Hôm nay mình xin review với các bạn là một ngày cũng tạ ơn của người Ban Na mình các bạn. Thì hôm nay thì nên một cứ một năm một lần sau khi mình thu hoạch mùa màng thì mình sẽ tổ chức cúng tạ ơn ông trời, thần trời, thần đất, thần rừng, thần núi để mà khi mà họ trong cả một năm ấy, thì mình được gặt hái được mùa màng thì mình sẽ cúng tạ ơn cho họ. Đấy, đây là theo phong tục thần linh của người Ban Na mình các bạn. Bây giờ thủ tục mình sẽ làm một con heo nhỏ, con lợn này các bạn, rồi mời những bà con họ hàng gần xa đến để mà dự buổi tiệc các bạn ạ. Rồi sau đó sẽ chia cho mọi người, như bạn thấy á, chia cho mọi người một ít sâu thịt đem về các bạn ạ. Cứ mùi sâu thịt cũng kèm theo phần xương băm ấy các bạn, để chia cho mọi người thì mỗi người một ít các bạn. Đây là tinh thần đoàn kết của người Ban Na mình nha các bạn ạ. Quà thì không lớn nhưng mà đó là thiệt tình cảm của gia chủ các bạn đối với khách. Thì bây giờ bà chị mình đang phân chia theo khách mời để mà chia cho họ các bạn ạ. Bây giờ mời các bạn tiếp tục xem video nhé các bạn. Sẽ xem các quy trình mà theo phong tục của mình ạ. Nết ấy tập phao này rồi côn lắm mình rồi cả cái vườn bừng đỡ cứ sọc tìm mà khắp hẳn thầm rồi hẳn cắt luôn mày. Và bây giờ sẽ tiếp theo là phần lễ là cúng các bạn. Bây giờ là ông già nhà mình đang khấn các thần trời, thần đất, thần núi, thần mưa, thần sông, để suối mời dự lễ các bạn ạ. Cái phong tục ấy thì cái phong tục lễ rất là dài các bạn ạ, mình quay ít các bạn thôi, tầm gần 30 phút đấy các bạn, sau đó mới lên thủ tục vào tiệc các bạn ạ. Đây, bây giờ là bắt đầu vào tiệc ăn cơm xong thì mới bắt đầu tổ chức tiệc chén rượu các bạn ạ. Đây là ẩm thực tại cái nêu nha các bạn. Nêu là tại chỗ vị trí cúng các bạn. Đấy, mang heo đặt trên cái nêu các bạn. Đây là khách ngồi các bạn ạ. Đấy,
là người đẹp ngày xưa nè, rỉ rạ nè. Ngã ngốc nha, làm chứng hết anh rồi. Là người dốp ấy, phải dốp lại già nè. Dạ dạ, ok. Nhét liền anh cười. Lần nào đeo lần nào xin anh chứng làm. Cái bàn nam tiền đâu chú nó đi chú kêu là kiếm tiền đâu Tây Nguyên là cái này à. Đúng rồi, đây là lạc sáng em à, tất cả mọi người quê chân rô tranh phần lệ đó là cái vùng cao dân tộc cái đơn giản nhất.